Hôm nay chúng ta tóm tắt phim về một cậu bé bán bật lửa. Cậu trông rách vờ lờ với cái bánh mì trên mồm. Cậu đang quá rét và buồn ngủ nên cậu cầm bật lửa lên và bật một phát cho nó ấm. Bỗng có người đưa cho cậu cái gì đó để ăn cho đỡ rét. Rồi cậu lại bật cái bật lửa thứ hai trong khi cậu có thể bật cái cũ mà phí vạm thế cái thằng kia. Có người đưa cho cậu cái gì đó để cho đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với show của Trùng Cuối và Trùng Figure. Vâng, mùa lạnh đến rồi và Trùng Figure đã có bộ sưu tập sweater và hoodie mới. Tôi đang mặc đây. Là chiếc áo Totoro. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300, cũng không quá rẻ nhưng mà nhìn này 300 là rẻ mà. Với một mức giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài suốt cả tháng 12 nên là còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái Figure. Để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Ken kia bị đút kem mồm. Chàng trai này là một tỷ phú giàu có bậc nhất thành phố. Nhưng thay vì sống cuộc sống xa hoa, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, cậu lại quyết định chu du bốn phương để làm những điều mà mấy ông tỷ phú bình thường không làm. Trời ơi, nhà cậu giàu thế mà không ai dạy cậu tiêu tiền sao? Đúng vậy, cha mẹ cậu bị sát hại rồi còn đâu. Và thế là cậu quyết định đi thật xa để luyện tập võ công, sau đó trở thành Batman, thằng mồ côi nguy hiểm nhất thành phố Gotham. Và sau đây là phần đầu tiên về người rơi trong trilogy Kỵ sĩ bóng đêm của Christopher Nolan. Phần 1, mồ côi đời đầu. Một phim mở đầu trong khu vườn nhà Wayne, Bruce nhỏ đang chơi đùa cùng cô bé Rachel, nhưng một tai nạn bất ngờ xảy ra, cậu rơi xuống một cái giếng cạn và bị xô vào bởi bữa ăn sáng của người Trung Quốc. Tỉnh dậy ở thực tại, Bruce lớn đang bị giam tại một nhà tù nào đó. Anh vào đây là để đánh bỏ mẹ mấy thằng tội phạm. Khổ ai đã vào tù lại còn bị dí đánh. Nhưng rồi một người đàn ông tên Dukat xuất hiện. Không không không, cậu không thể đánh mọi người thế được. Họ là tội phạm, không phải bao cát. Đi học võ với tôi xong quậy lại quánh chúng nó. Ông bảo Bruce hãy đi tìm Quỳ Hoa Bảo Điển và mang lên một ngôi đền trên đỉnh núi. Ở đó anh sẽ gặp giáo chủ nhưng mồm không lông Ra's al Ghul, người sẽ giúp anh có được sức mạnh để chống lại kẻ ác. Thì ai giúp ta chống lại cái rét này? Dukat tẩn Bruce một trận coi như học phí vào cửa để cho anh quên đi giá rét. Anh mệt quá nên chìm sâu vào giấc mơ trưa, trở lại cái giếng hồi trước. Khi bố anh leo xuống vớt anh lên, thân thể của Bruce không bị xây xát nhưng tinh thần cậu bé giờ gắn liền với nỗi sợ rơi. Bố anh nói không bao giờ được sợ những thứ hay tỏ ra nguy hiểm. Thứ duy nhất anh hiền sợ là Harry Maguire ở vị trí trung vệ. Nhưng tối hôm đó đi xem kịch, những chú rơi trong vở kịch đã làm Bruce sợ hãi. Cậu đòi bố mẹ cho về sớm và quyết định này đã dẫn đến khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu. Một tên cướp xuất hiện, dùng súng kết liễu cuộc đời bố mẹ Bruce và cậu chính thức mở khóa gói DLC mồ côi. Cậu luôn tự trách bản thân là lý do gây ra cái chết của bố mẹ và đem sự tự trách nó đến tận ngày hôm nay. Cộng thêm nỗi uất hận trong lòng, cậu quyết tâm tu luyện võ công để có được sức mạnh chống lại lũ tội phạm. Dukat nói với Bruce sức mạnh không chỉ từ thể chất, tinh thần mới là điều quan trọng, mà tinh thần thì Bruce không có, anh chỉ có tiền thôi. Dukat thắc mắc tại sao Bruce hận thù như vậy nhưng lại không tìm kẻ giết cha mẹ để trả thù, khiến Bruce nhớ về lúc trước, ngày anh tham dự phiên tòa tuyên án tên cướp kia. Hắn được thả vì đã cung cấp thông tin chống lại chùm tội phạm Carmine Falcone. Điều này làm Bruce bất bình và anh quyết định sẽ tự tải kết liễu tên này. Nhưng thuộc hạ của Falcone đã ra tay trước. Rachel đến và đưa anh đi. Bruce à, hãy quên cái chuyện trả thù vô nghĩa này đi. Nó chết rồi trả thù chõi nữa. Ý em là anh phải bỏ qua quá khứ. Một điều nhịn là chín điều hòa. Bro, thế bố mẹ em chết chưa? Chưa. Thế thì chúng ta không cùng đẳng cấp. Bruce lúc này vô cùng bế tắc vì mục đích duy nhất của cuộc đời anh là trả thù mà cũng bị thằng gác nẫng tay trên. Anh còn có thể loser được hơn không? Bruce vứt khẩu súng đi và đi gặp Falcone. Hay quá, thiếu gia đi gặp chùm tội phạm rồi vứt súng đi. Falcone đúng là tên chùm tội phạm nguy hiểm, khiến cái thằng giàu nhất thành phố cũng không dám bật. Hắn dọa nạt Bruce, xỉ nhục cái chết của bố mẹ anh. Bruce cay lắm, nhưng mà có súng đâu mà bắn nó. Anh quyết định sẽ chu du bốn phương, đi tìm kiếm thứ sức mạnh có thể giúp anh đánh mấy thằng thích vênh váo, cụ thể hơn là Falcone. Và anh đã đến được Liên Minh Sát Thủ và bây giờ là lúc thực hiện bài kiểm tra cuối cùng. Thử thách 6 ngày 6 đêm không biết sợ, kết cổ. Nhưng mà ông má giao thợ rơi mà. Bruce sợ rơi lắm, nhưng với sự quyết tâm của mình, anh xuất sắc vượt qua bài kiểm tra, chỉ còn một bước cuối cùng để gia nhập liên minh. Cấm ra suo? Không, anh phải biết giết người. Nhưng điều này đi ngược lại đức tin của Bruce. Ra's al Ghul tuyên truyền cho anh đường lối của hội, chính là gột rửa Gotham để tiến hành chương trình nông thôn mới. Bruce hoàn toàn không đồng ý vì anh có ở làng đâu. Thế là anh quyết định đốt ngôi đền, giao chiến với Ra's al Ghul, ngôi nhà sập xuống để chết lão trọc. Bruce quyền không giết hắn, trọng lực giết hắn. Bruce nể tình xưa nên cứu Dukat ra ngoài và lên đường trở về Gotham, bắt đầu công cuộc chống lại thế giới ngầm. 7 năm đã trôi qua ở Gotham, Rachel giờ đã là công tố viên, luôn kiên cường chống lại lũ tội phạm, đặc biệt là Falcone. Nhưng Falcone đã mua chuộc hầu hết toàn bộ thành phố, trong đó có tên bác sĩ Jonathan Crane. Rachel là cái gai trong mắt hắn ta, nên hắn đã nhờ Falcone xử lý cô. Quay trở lại với Bruce, một con rơi trần trần đã làm anh nhớ lại cái giếng năm xưa. Anh mò vào đây và thấy một cái hang cực lớn. Thôi nhá, dốc bờ u cũ rồi nhá.
Một đàn dơi ập đến nhưng Bruce vẫn đứng lại. Anh cuối cùng đã chấp nhận nỗi sợ của mình để có thể mạnh mẽ ra được hành hiệp. Ngày hôm sau, Bruce đến công ty trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Anh đến đây không phải vì tiền, mà vì những thứ tiền có thể mua được. Chính là những món đồ công nghệ phục vụ cho cuộc đi đêm của anh. Và người dành chuyện này nhất là Lucius Fox, nhà khoa học của tập đoàn Wayne. Bruce lấy đống đồ chơi của Fox về, nói dối là mình đi thám hiểm hang động. Sau đó anh bắt đầu công cuộc set up chỗ trú ẩn, thiết kế trang phục cho mình. Đêm xuống, Bruce Wayne mặc bộ đồ Batman version trộm chó đến tìm cảnh sát Gordon, do hỏi thông tin về Falcone. Thấy cảnh sát thành phố này nâu hốp lắm rồi, Bruce nói với Gordon hãy chờ tín hiệu của anh và bỏ đi. Nhưng do là newbie trong ngành nhảy lâu, anh bị thương khi nhảy từ trên mái nhà xuống và lại phải đến tìm Fox để kiếm thêm đồ chơi giải quyết tình trạng này. Ông đưa cho anh một loại vải có cơ chế y hệt dương vật, căng cứng mềm mỏng dễ dàng, giúp Bruce có thể bay lượn trên không. Nhưng Fox cần phải biết thực sự Bruce muốn lấy mấy cái này về làm gì. Bruce đánh trống lảng bằng việc hỏi về con chiến cơ trong góc nhà và tiện thể mang về luôn. Về hang, anh chuẩn bị thêm một số phụ kiện, trong đó có chiếc phi tiêu hình rơi, chính là avatar siêu anh hùng của anh, lan tỏa năng lượng sợ rơi đến mọi người. Và đêm hôm đó tại bến cảng, đám thuộc hạ của Falcone đang vận chuyển ma túy thì bị cản trở bởi Bruce. Anh biết được vụ buôn lậu là do nghe lén được Falcone trước đó. Với những kỹ năng học của Ninja School, từng tên một bị hạ gục, Falcone bị dọa một pha tím mặt. May là Thanos, còn ta là bố mày. Một lúc sau, trên một chuyến tàu gần đó, Rachel đang trên đường về nhà thì bị một đám người của Falcone theo đuôi. Các anh định xin số em à? Không, tao xin cái mạng mày. Bruce kịp thời có mặt giải tán hội nghị và đưa cho Rachel những bằng chứng để buộc tội Falcone. Gordon lúc này cũng đã đến hiện trường vụ buôn lậu và thấy tín hiệu Bruce để lại. Các tờ báo liên tục đưa tin về một thằng dở hơi mặc bộ đồ rơi đi bắt tội phạm. Điều này làm ông cảnh sát trưởng vô cùng bức xúc. Nhưng who the fuck care? Con rơi này bắt tội phạm cho Gordon và cung cấp bằng chứng cho Rachel. Nhưng ít nhất Bruce có hai phiếu vinh danh. Anh tỉnh dậy sau lần đầu làm anh hùng, có thể coi đêm hôm qua là một thành công. Nhưng Batman thì chỉ có thể làm vào buổi đêm, buổi sáng thì vẫn phải làm Bruce Wayne. Alfred gợi ý Bruce hãy trở thành một tỷ phú ăn chơi xa đọa hết sức có thể, để không ai có thể nghĩ thằng tỷ phú chỉ biết đánh bông mấy em người mẫu lại có thể đánh tội phạm. Đúng lúc đó anh gặp lại Rachel. Cô có hơi thất vọng một chút vì con người Bruce đang thể hiện. Anh giải thích đây không phải con người mình và mong Rachel hiểu, nhưng mà cô không hiểu. Trong lúc đó, tại một chuyến tàu chở hàng của tập đoàn Wayne ngoài khơi, một chiếc máy bức xạ vi sóng được nhập về với mục đích quân sự hóa tập đoàn Wayne của tên chủ tịch đã bị đánh cắp. Chiếc máy này là kẻ thù số 1 của người châu Phi, có thể là bốc hơi nguồn nước, và tại sao nó có mặt trong bộ phim thì hồi sau sẽ rõ. Trở lại với đất liền, tên bác sĩ Crane được cho đến gặp Falcone vì tên này có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Falcone dọa Crane sẽ phanh phui toàn bộ bí mật giữa hai người nếu Crane không tìm cách đưa hắn khỏi đây. Wow, bố mình sợ quá. Tỉnh lại đi ông cháu ơi, chú mày là Tommy Shelby đây. Crane mang ra chiếc mặt nạ mới mùa hồi trung thu cho Falcone hít một loại khí cực độc khiến hắn lú vờ lờ lú với nỗi sợ mang tên bù nhìn Scarecrow. Đêm hôm đó, Batman đến tìm Flash, một cộng sự của Falcone. Số ma túy hôm trước bắt ở cảng thực ra đã bị chia làm hai, nên giờ anh phải tìm thông tin. Nhưng thanh niên này cũng chỉ là hạng liều tiều nên thông tin vô cùng mù mờ. Bruce phải tự mình tìm đến khu ổ chuột để điều tra và phát hiện đống gấu bông giống ma túy ở đây. Bác sĩ Crane đột nhiên xuất hiện với ý định hỏa táng hết đống ma túy này. Batman ngăn cản nhưng bị dính khí độc và rơi vào trạng thái sợ nhiều người yêu báo chậm kinh và cho đi du lịch trải nghiệm tự thiêu và nhảy lầu cùng một lúc. May là vẫn kịp gọi Alfred đến cứu. Tỉnh lại sau chuyến du lịch vào sáng hôm sau, Bruce vật vờ như Vinh Xô, phải nhờ có thuốc Fox chế thì cậu mới tỉnh táo để biết được nay là sinh nhật mình. Rachel đến đưa quà cho Bruce rồi phải chạy ngay sang Arkham vì khả năng cao là Falcone sẽ bị đưa vào trại tâm thần thay vì nhà tù. Bruce lo lắng cho cô bạn ấu thơ nên cũng phải bỏ dở sinh nhật để đi trợ giúp. Fox sau khi về công ty thì bị ông chủ tịch xuống úp sọt. Ông chủ tịch giải quyết việc mất máy bức xạ vì sóng bằng việc sa thải người duy nhất có thể xử lý nó. Tại nhà thủ Arkham, Rachel cáo buộc Crane đã chuốc cái gì đó cho Falcone nên hắn mới thần hồn nát thần tính như thế này. Cô muốn biết tôi chuốc gì cho hắn đúng không? Thôi đi theo này. Hắn tiết lộ đã đầu độc nguồn nước của cả thành phố và cái giá để biết sự thật này là cái chết. Rachel bị bắt lại. May là Bruce cứu được Rachel và cho Crane hít chính chất độc của mình. Hắn khai ra kẻ cầm đầu là Ra's al Ghul, nhưng Bruce không tin vì chính mắt anh đã thấy hắn chết. Cảnh sát lúc này ập tới. Tính mạng của Rachel rất quan trọng với Bruce nên anh nhờ Gordon đưa Rachel xuống dưới, còn anh sẽ gọi mấy thằng đệ của mình để đánh lạc hướng. Một đàn rơi bay đến quấy rối khả năng khúc xạ của cảnh sát. Nhân cơ hội này, Bruce trốn ra con hẻm, gọi chiếc Batmobile và chở Rachel về hang rơi. Lúc này thì mọi chuyện đã sáng tỏ, tất cả mọi người trong thành phố đã bị đầu độc. Lý do chưa ai có dấu hiệu nhiễm bệnh là vì thứ này chỉ có thể hấp thụ qua đường hô hấp và không phải tình cờ chiếc máy làm bốc hơi nước cũng bị đánh cắp. Khi Rachel tỉnh lại, Bruce đưa cho cô hai lọ thuốc giải, một cái để cô đừng tiêm ngay lập tức, cái còn lại để sản xuất hàng loạt. Anh cho cô chìm sâu rồi lên trên tham gia tiệc sinh nhật của mình. Tại đây Bruce gặp Fox, bảo ông hãy về công ty để chế thêm càng nhiều thuốc giải càng tốt. Đủ ca cũng bất ngờ xuất hiện và tiết lộ hắn ta mới là Ra's al Ghul thật. Bruce đuổi tất cả khách khứa về để chuẩn bị một trận sống còn về Ra's. Sau một hồi giảng đạo về quyền sinh quyền sát, Bruce bị đánh bại nhưng anh được tha vì tình xưa nghĩa cũ. Alfred lao vào cứu thì thấy Bruce có dấu hiệu nhục chí. Ông nói với anh bài học anh được học từ nhỏ, lý do chúng ta ngã là để học cách đứng lên. Rachel đến đưa thuốc giả cho Gordon, nhưng Ra's cũng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nguồn nước khu này lập tức bốc hơi.
người dân mở hội chơi đồ hàng loạt. Cảnh sát lúc này hoàn toàn vô dụng, mọi việc đặt hết lên vai của Bruce và Gordon. Anh nói với Gordon hãy chặn chuyến tàu đến tòa nhà của Wayne, đó chính là cách chúng dùng để làm bốc hơi toàn bộ nguồn nước. Bruce đến giải cứu Rachel, tiết lộ thân phận người rơi với cô và lên đường xử lý Ra's al Ghul. Sau khi hạ hết đám thuộc hạ, Bruce đu theo chiếc tàu hỏa vào được tòa của Ra's. Gordon thì dùng chiếc Batmobile vượt lên chiếc con tàu. Một trận chiến sống còn giữa Batman và Ra's al Ghul diễn ra, và phần thắng tất nhiên thuộc về người có tên ở trong title phim. Batman không giết nhưng cũng mặc kệ Ra's al Ghul đi theo tòa tàu về miền cực lạc, và mọi chuyện kết thúc, tên chủ tịch cũ bị sa thải. Fox làm chủ tịch của tập đoàn Wayne. Bruce Wayne trở về nhà gặp lại Rachel. Cô rất yêu Bruce nhưng không hề yêu Batman. Và Bruce quyết định sẽ xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Tất cả mọi thứ trừ quan hệ với Rachel bắt đầu từ ngôi nhà thân yêu, và tiếp theo đó là cả thành phố Gotham với sự giúp đỡ của trung úy Gordon. Gordon đưa cho anh một lá bài Joker kiểu em cho phần phim tiếp theo. Và đó là kết thúc phần đầu tiên của trilogy Kỵ sĩ bóng đêm huyền thoại của Christopher Nolan. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử, Vui Vẻ và người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.